bắt được nghi can giết người cướp của ở Hóc Môn, đang lẩn trốn trong cánh đồng ở Long An. Nhậu xong, đốt xe ô tô tải người khác vì món nợ 5 triệu đồng. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên quán cà phê gây chấn động dư luận tại Hóc Môn, Lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã phối hợp truy bắt được nghi can giết người, cướp của ở Hóc Môn khi kẻ này đang lẩn trốn tại cánh đồng rộng hơn 3 ha tại huyện Bến Lức, Long An. Lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Theo đó, hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3 ha thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vào cánh rừng rộng hơn 3 hecta trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để truy tìm nghi phạm giết người cướp của. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Công an xã Xuân Sơn đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Lê Thanh Sang, Sinh năm 1998, Ngụ xã Xuân Sơn, cho công an huyện Châu Đức để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản theo thẩm quyền. Được biết đối tượng này sau khi nhậu xong, nhớ lại chuyện mình vẫn bị nợ 5 triệu đồng, đối tượng đã dùng xăng đốt cháy xe tải của người nợ tiền rồi 3 ngày sau ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 1, Sang đi nhậu với bạn rồi về ngang qua cơ sở đá hoa cương do ông D.A.M. sinh năm 1981 làm chủ. Đối tượng thấy bực tức khi người này còn nợ 5 triệu đồng nhưng nhiều tháng vẫn chưa trả. Nảy ra ý định xấu nên trên đường về nhà, đối tượng nhặt một chai nhựa đem về chiếc xăng trong xe máy vào chai rồi quay lại cơ sở của ông M. Khi đến nơi, thấy xe ô tô tải nhỏ của ông M đậu trong sân, sang đi đến đổ xăng lên thùng xe rồi châm lửa đốt. Đến khi ngọn lửa bùng cháy lớn, đối tượng bỏ về nhà ngủ. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Châu Đức đã điều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 7 phút đám cháy được khống chế, nhưng phương tiện đã hư hỏng nặng. Đến ngày 8 tháng 1, biết không thể che giấu được vi phạm nên đối tượng đã đến công an xã Xuân Sơn Đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Đức thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quảng Trạch cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Tuấn 19 tuổi, ngụ xã Liên Trường huyện Quảng Trạch về tội trộm cắp tài sản. Được biết người bị Tuấn trộm cắp chính là mẹ ruột của Tuấn. Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tiền của mẹ ruột, Tuấn còn dựng hiện trường giả, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Cụ thể, ngày 1 tháng 1, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo của chị TTN, ngụ xã Liên Trường về việc khoảng 19 giờ cùng ngày. Chị N đi chợ về nhà thì phát hiện bị kẻ gian cưa xong cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm toàn bộ tài sản. Tổng số tiền bị mất trộm ước tính trên 65 triệu đồng. Nhận tin báo, công an huyện Quảng Trạch đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện khung cửa sổ phòng ngủ nhà chị N bị cửa gãy một song cửa, xung quanh vườn phát hiện một lưỡi cưa và một cán cưa, nghi vấn là công cụ phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện đã xác định đây chỉ là hiện trường giả, đối tượng không đột nhập vào nhà qua cửa sổ phòng ngủ để trộm cắp tài sản. Sau khi tổ chức khoanh vùng, xác minh và truy xét Công an huyện Quảng Trạch đã đấu tranh và xác định người trộm cắp tài sản của chị N chính là Phạm Minh Tuấn, con trai ruột của chị N. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã dựng hiện trường giả có người đột nhập để che giấu hành vi trộm cắp của mình. Chủ trì chùa Tư Đức ở Đồng Nai bị tạm đình chỉ chức vụ Cháy phòng trọ lúc rạng sáng, 3 người tử vong Ngày 8 tháng 1, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì Chùa Từ Đức tại ấp Ông Hương, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi. Theo đó, đình chỉ chức Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi, Lê Trung Hành. Thời gian đình chỉ từ ngày 8 tháng 1 cho đến khi kết luận chính thức của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Theo Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ, đồng thời để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện gây ảnh hưởng uy tín của giáo hội các cấp và tự viện. Vì vậy, giao cho Ban Thưởng vụ, Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu tiếp nhận quản lý tài sản chung của giáo hội như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến tự viện, khuôn dấu của tự viện, 6 tỷ đồng và điều hành mọi hoạt động của Chùa Từ Đức. Trong thời gian tạm đình chỉ, tu sĩ Thích Nhuận Nghi, Ban Tăng Sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc của Chùa Từ Đức. Mới đây, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, phòng trọ có nhiều quần áo chuẩn bị bán Tết bị cháy trong lúc dạng sáng đã khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại một phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 người đã thiệt mạng trong phòng trọ, gồm bà NTTV, 45 tuổi, MTTKH, 15 tuổi, cùng chú phường An Phước, thị xã An Khê và một thi thể nam giới chưa rõ lai lịch. Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết từ 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Chuyên gia giao thông cho rằng thành phố cần tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy tối đa năng lực hệ thống giao thông hiện có. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết năm 2004, thành phố tập trung giải quyết 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông mới và các điểm đen về tai nạn giao thông. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong năm 2024 các đơn vị sẽ thống nhất các vị trí có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm để bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông. Đồng thời sẽ ra soát, nghiên cứu các tuyến đường đủ điều kiện để phân làn phương tiện, phối hợp áp dụng khoa học công nghệ trong công tác nghiên cứu, khảo sát về tình hình giao thông trên một số tuyến đường, nút giao có nguy cơ ủn tắc giao thông để làm cơ sở tham mưu đề xuất, đưa ra các giải pháp đầu tư hạ tầng giao thông cho phù hợp tiếp tục phối hợp giả soát các nút cần cải tạo, sửa chữa, điều chỉnh hạ tầng để tổ chức giao thông cho phù hợp. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, Hà Nội cần tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy tối đa năng lực hệ thống giao thông hiện có như điều chỉnh chu kỳ đèn tại nút giao, xén mở rộng tối đa mặt đường, tạo các nhánh rẽ phải liên tục giảm bớt lưu lượng phương tiện dừng chờ tại nút. Đây là giải pháp thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng. Ban Giám đốc Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội Nguyễn Trí Cường thông tin, theo tiến độ được giao, đến hết năm 2024, dự án xây dựng cầu vượt đường An Dương Thanh Niên giai đoạn 2 phải hoàn thành. Tuy nhiên, thành phố đã yêu cầu rút ngắn tiến độ 6 tháng. Hiện dự án đang được triển khai thi công 3 ca liên tục. Ba quản lý dự án cam kết từ nay cho đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ hoàn thành khoảng 1 km, gồm 300 m từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Xuân Diệu và 700 m từ đường Lạc Long Quân đến cầu Nhật Tân. Kết thúc chương trình là những tin tức về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày hừng nắng, thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.